Xin chào tất cả các bác. Trong video này em sẽ giới thiệu với các bác một cái lô pin mặt trời. Tấm này là tấm poly loại 72 cell của hãng GCL. Lô này em có tất cả là khoảng 20 tấm, có công suất từ 315 cho đến 345W. Đấy, các bác cần loại nào thì các bác để lại thông tin, em sẽ gửi thông tin chi tiết từng loại một. Đây là mặt sau của tấm pin. Về tình trạng thì những cái tấm này là những tấm chưa qua sử dụng. Tuy nhiên thì nó để tồn kho ở nhà máy một thời gian nên là cái hình thức của nó thì cũng nhìn chung hình thức thì cũng vẫn rất là đẹp, nhưng tuy nhiên thì nó cũng sẽ nhìn nó sẽ có những bụi bặm và một trên khung thì có những vết xước, một số tấm thì có móp nhẹ. Tuy nhiên thì cái này nó không ảnh hưởng đến công suất của tấm pin. Về lô này thì em sẽ bảo hành cho các bác 2 năm. Đảm bảo với các bác là những tấm này chưa qua sử dụng, hiệu suất đạt 100% theo thông số kỹ thuật. Đây là mặt sau của tấm pin. Đấy. Rất đẹp. Một số tấm thì nó có cái thanh đỡ ở giữa này, chủ yếu là tấm 315 thì có thanh đỡ ở giữa này. Một số tấm thì không. Cái thanh đỡ này là thanh đỡ nguyên bản từ nhà máy các bác nhé, không phải là chế vào đâu. Đây, đây là mặt sau. Đấy, tem đầy đủ. Đây là thông số kỹ thuật. Hộp kỹ thuật đây. Đây là thông số kỹ thuật. Tấm này là tấm GCL Solar 315W. Có điện áp tối đa, điện áp hoạt động tối đa là 37,2V. Dòng tối đa là 8,47A. Điện áp mạch hở là 45,6V. Điện áp ngắn mạch là 9,08A. Đây, có đầy đủ những cái thông số của tấm pin. Tấm này rất đẹp. Tấm này là tấm poly 72 cell. Tấm này thì phù hợp với các bác, một là để nâng cấp, hai là lắp những hệ độc lập, hoặc là có thể sử dụng những con máy biến tần là áp cao để sử dụng những tấm như này. Bởi vì chi phí cho những cái tấm này nó rất là rẻ. Vì em lấy ví dụ như tấm 315 này thì bên em đang bán với giá là 1.720.000 một tấm. Giá này đã bao gồm phí vận chuyển. 1.720.000 cho một tấm như thế này, đã bao gồm phí vận chuyển, bảo hành cho các bác 2 năm. Đây là mặt sau. Đây, em sẽ quay qua về mặt trước nhé. Đây, mặt trước tấm pin này rất là đẹp, không có gì phải chê cả. Về kích thước và cân nặng, về cân nặng của cái tấm này thì nó sẽ khoảng tầm 21 cân. Còn về kích thước thì đây, về chiều rộng là 99 phân. Đấy. Chiều cao tấm này nó khá là dài. Chiều cao tấm này nó là 1m95, 1m95,5. Tấm này là tấm kích thước lớn. Diện tích của tấm này nó xấp xỉ khoảng gần 2 mét vuông. Vâng, sau đây thì em cũng sẽ có một cái video test về công suất của cái tấm này. Sau đây em sẽ test công suất của tấm GCL Poly 315W, có điện áp hoạt động là 37,2V, dòng là 8,47A. Vâng, đây là mặt sau của tấm pin. Tấm này là tấm 72 cell. Với cái điện áp như thế này sẽ phù hợp với các bác lắp hệ thống lớn, tức là lắp nhiều tấm thành một chuỗi và sử dụng những con biến tần áp cao, hoặc là sử dụng để nâng cấp những hệ thống hòa lưới đã có sẵn. Tấm này thì rất là đẹp. Hiện giờ đang là buổi sáng, trời miền Bắc mùa đông và trời có nắng. Đây, em sẽ sử dụng một con điều khiển sạc MPVT Sure 32. Đây, các bác xem qua thông số đây, điện áp hoạt động đang là 37,4V, như vậy nó còn cao hơn cả điện áp trên thông số. Dòng nạp đang là 12A, công suất đang là 164W, 164 trên 315, như vậy đã là trên 50%. Điện áp bình đang là 13,78V. Và với cái công suất như thế này thì trời mùa hè chắc chắn nó còn lên cao rất hơn rất là nhiều. Đấy, các bác nào quan tâm đến tấm pin này thì liên hệ trực tiếp với em. Vâng, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.